Rồi, mới chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến vườn mai của anh Vũ tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với vườn mai của anh Vũ một cái lô mai ghép cũng như một vài lô mai tàn ha, mai nguyên thủy cả nhà. Thì trước mắt em là những cái cây mai ghép chơi Tết mini rất là đẹp, rất là dễ thương ha cả nhà. Thì bên phần này là những cây giảo siêu nụ ha. Và đặc biệt cái lô mai của anh Vũ á, thì cái đế cái rất là đẹp nha cả nhà, đế rất là đẹp. Cái hàng này á, thì giá của anh Vũ đưa ra là 70 ngàn một cây nha cả nhà. Còn mua nhiều ít á, thì mấy anh em mình liên hệ trực tiếp cho anh Vũ ha. Thì cái mặt bông đây, mặt bông bông bự chảng luôn nha cả nhà, bông rất là to ha. Đấy, giảo siêu nụ ha, bông rất là to, đế rất là đẹp. Đế là tái bí với lò xo không nha cả nhà. Để em lên bơm bóc những cây ngẫu nhiên cho cả nhà mình xem. Đấy, là 70 ngàn một cây như thế này. Ha. Số lượng rất là nhiều ha, hàng ngàn cây. Còn bên này á, là một bên này á, thì nó là một những cái dòng cúc ha. Cúc giáo Thủ Đức với lại Đại Lộc. Đây cả nhà mình thấy nè, đế nè. Em không có làm đế làm mẫu gì tân ha. Đế tuyệt vời chưa? Đó. Là 70 ngàn một cây thì bên nhà vườn có ship lẻ ha, cả nhà mình liên hệ để biết được cái giá lẻ là bao nhiêu. Số lượng rất là nhiều cả nhà. Bên này là Đại Lộc. Đế nè cả nhà. Tuyệt vời chưa? Thôi thánh thần ơi, để em quay cho cả nhà mình coi cây Đại Lộc mini mà cái bông nè. Ôi kinh khủng khiếp chưa? Kinh khủng cái bông chưa cả nhà. Đây cái bông nó to nè. Ôi quá quá chừng đẹp luôn cả nhà. Đây 70 ngàn một cây nha. Đế cái cây này thì lắp đế lại rồi. Nhưng mà nó nở cái bông quá trời chịu không nổi cả nhà. Ôi cái bông này cả nhà. Đẹp. Đẹp lắm. Mà cái đế này thì đẹp 100% nha cả nhà. Đế đẹp 100%. Đây, để mà quay cái đế cho cả nhà mình xem. Nè, đế quấn nè. Đế nè. Đế nè. Thấy chưa? Rất là đẹp nha. Mà đặc biệt cái bông cái bông Đại Lộc như thế này thì còn che vào đâu nữa hết cả nhà. Quá chừng cái bông to. Đã chưa? Mê thiệt chứ. Thì cái hàng này là 70 ngàn một cây ha. Cả nhà mình có nhu cầu liên hệ với nhà vườn để mình mua đi bán lại hoặc mua về trồng rất là ok luôn. Cái dàn đế nó cực kỳ luôn nha cả nhà. Dàn đế lâu này thì không có gì phải chê ha. Dàn đế nè, dàn nút, dàn nụ nè. Đó, bây giờ bắt đầu nó tượng nụ lên hết rồi. Tới Tết là nụ cực kỳ luôn nha cả nhà. Đó. Mấy anh em nhìn thấy không? Mê chưa? Rồi, thì cái hàng mai ghép này thì đồng giá là 70 ngàn một cây. Nó có tầm khoảng 3.000 cây mình chơi Tết á, thì mấy anh em có nhu cầu liên hệ nhà vườn ha. Rồi để bây giờ em qua em quay cái hàng mai mai lớn cho cả nhà mình xem, mai nguyên thủy ha. Thì trước tiên em sẽ chào những cái cây từ rẻ tới tới cao tiền xíu ha. Thì cái giá nó có mấy ba mức giá là 500, 500 rồi 700 với mà lại 1,5 triệu ha. Em quay cái hàng mai 500 cho cả nhà mình xem trước. Đây cả nhà. Thì cái chặng này là 500 ngàn một cây thôi, rất là rẻ rồi. Thì chặng này nó nằm ở chậu 4,5 ha. Chậu 4,5. Còn cái chặng mà thôi, cái chặng mà chậu 5 á thì nó là 700 ha. Còn chậu 6 á, nó là 1,5 triệu cả nhà. Ra cho đứng cho người ta biết cỡ nào Vũ ơi. Thì cái chặng chặng 500 ngàn nè cả nhà, cũng to đùng luôn nha, chứ không có hả, bên đây cái chặng 500 á, bên nào cũng được. Ừ. Đây thì cái chặng này là 500 ngàn nha một cây nha cả nhà. Giá này thì rất là nới rồi, giá này chủ yếu còn lấy lợi tiền nước tiền phân thôi chứ cũng không có, không có lời gì lớn gì ha. 500 ngàn một cây, cái tàn bự chảng luôn nha cả nhà, nụ nút thì ok rồi. Mà cái giá này giá sỉ giá tại vườn nha cả nhà. Tình hình năm nay ship chắc hơi khó.
Lúc này cái tiền ship tiền phí rất là cao, ship phí bên bưu cục cao lắm. Ôi có những cây cái tạng nó to đùng luôn nè. Chỉ 500 ngàn một cây thôi các nha. Năm nay cái giá thì đương nhiên thì chắc nó giảm hơn năm rồi nhiều rồi. Tại tình hình dịch bệnh ha, mua bán thì nó cũng tương đối khó khăn. Ôi mấy cây mai 500 ngàn bự chán luôn nè. Hả? 100 cây ha. Cái hoành nó thì nó tầm khoảng từ từ 15 tới 17 hoành nha cả nhà. Em ướm cái tay em cho mình. Có tới 18 luôn ha. Nè, em ướm cái tay ha, một tay của em hở xíu nè. Thì chỉ có 500 ngàn cây thôi. Giá rất là nới. Đứng phập vô cây thử cây. Thì cái tàn nó tầm chắc khoảng cỡ cao khoảng thứ hai ha. Cao tầm khoảng thước 2 á là giá chỉ có 500 ngàn một cây thôi. Còn cái hàng 700 ở bên này thì hàng 700 nè cả nhà. Có 300 cây hàng 700 ha, chậu 5 ha. Cây rất là đẹp luôn. Cái hàng trời chậu chậu 5 này rất là đẹp. Rồi rồi. Thì cái này là 700 ngàn một cây. Giá rất là nới luôn cả nhà ơi. Hiện giờ cái giá này thật sự là nhà vườn muốn bán nha, chứ cái những cây này nó to lắm, tàn to đùng luôn. Cái giá này là tại vườn á, không có bao ship ha. Thì em quay á, là quay giá tại vườn không à, chứ không có tính cái giá ginh găng cây nổi kéo đại ra cây thử cây cho mấy anh em mình coi, nhìn nó nằm ở ngoài mới biết nó cỡ nào đó. Chặng này là 700 ngàn một cây nha cả nhà, to đùng luôn nha. Đó thấy chưa, 700 ngàn một cây. Giá này thì không mua thì mua giá nào nữa, giờ nó quá là rẻ rồi. Tàn to đùng có mấy trăm ngàn cây, mua về chơi Tết thì cũng rất là ok ha. Mấy anh em mình mua đi bán lại thì cái giá này mình cũng dễ chịu ha. Nuôi cái cây mà tới được cỡ này mà có bán có 700 ngàn. Đây, những cái cây 500 nó cũng rất là đẹp nha cả nhà. Nó cũng xê xích cái hàng 700 xíu thôi. Cái kéo ra được không? Nổi không? Dướng không? Trời ơi, ginh không nổi luôn. Cây 500 ngàn ginh không nổi luôn. Đến gầm mua. Cây 500 ngàn. Thì cái này có 100 cây hả? Cái này 100 cây cả nhà mấy anh em mình mua đi bán lại rất là ok luôn nè. Bỏ ra cái vốn không nhiều mình đi mình năm nay ví dụ có chỗ nào mấy anh em ngồi chợ Tết được á. Giá rất là rẻ luôn. Mấy cây mai thiệt là đẹp luôn, 500 ngàn rồi cả nhà. Giờ nó cũng lên nụ nút hết rồi nha, nụ nút rất là ok rồi nè, nhưng mà lúc này thì nó còn hơi nhỏ xíu, những cây thì nó bự, có những cây hơi nhỏ. Thì cái giá này thì giá sập sàn luôn à. Cái hàng này là 700, lộ qua được không? Hàng 700 nó thì có 300 cây nha cả nhà. Ôi cái nụ nó no nút luôn rồi cả nhà, tàn bự hết hồn luôn. Tại hơi chặt cái mình không có quay từ cây, phải thưa thưa mấy anh em mình thấy là giá nó mới biết rẻ tới cỡ nào. Thì bông nó dao động từ 5 tới 12 cánh nha cả nhà, chứ không có quay ngược thì hơi chát nắng. Để em đi đầu này là em quay lại cho mấy anh em mình xem nha. Hàng 700 bự chảng luôn cả nhà. Do cái số lượng nhiều thì mấy anh em mình có được về vườn hoặc là nhờ anh Vũ lựa cho mình xem ha. Lựa cho cả nhà mình quay Zalo ha. Đây, những hàng mặt 700 mình này đây. To đùng bự chảng luôn nè. Giá 700 thì có 300 cây thì mấy anh em mình mua ví dụ vừa cuốc xe đó. Vừa cuốc xe thì nhiêu đó thì nhờ anh Vũ quay cho mình xem, rồi cái bắt đầu mình gửi chút đỉnh tiền tiền cọc cũng được. Cái bắt đầu gửi bắt chút đỉnh tiền cọc cho nhà vườn sẽ giao cho mình ha. Mặt bông này này sáng mới nó hé nở nha cả nhà, nó chưa có bung bung đều nha, nó chưa có bung bự ra, nhưng mà cái bông nó thì vậy là chất lượng ok rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cánh ha.
Thì cái hoành nó là tầm tầm khoảng từ 18 tới 20 cái nha. Cái lô này lô 700 ngàn á. Hoành từ 18 20 là nhiều. Bông thì ok chất lượng luôn. Ừ. Đó, những cây thì cây mai nguyên thủy mà bông vậy thì ok rồi hết cả nha. Năm nay mai rẻ quá rẻ luôn. Rồi là giờ bên đây á, là phần bên này đó, phần chậu sáo ha, chậu sáo thì nó là 1,5 triệu một cây nha cả nhà. Đây 1,5 triệu một cây, cây chà bá luôn đó nha, nó bự thiệt. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của nhà vườn là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì mấy anh em mình có tới 100 cây chậu sáo ha. Không có mấy cây này quá tựa tàn luôn, vô đứng thử cái vô. Hết biết cái tàn không? Cái này cũng tự gửi luôn hả? Tự gửi luôn. Giá này thì ok rồi. Ừ, mình em muốn cao thì có những cây nó rất là cao luôn ha. Cao tầm 2 mét mấy luôn á. Đây, 1,5 triệu một cây. Năm rồi thì là nói nào nghe, năm rồi không có giá này nha cả nhà. Năm rồi thì cái giá nó sẽ cao hơn nhiều lắm. Tại năm nay tình hình dịch bệnh thì nhà vườn muốn bán ở nhà. Muốn bán ở nhà cho nó đỡ, chứ đi buôn bán thì nó hơi khó khăn. Nên mấy anh em cũng có mua được thì giúp đỡ nhà vườn ha. Quá là đẹp luôn. Cái bên này hoành khoảng tự nhiêu ha anh Vũ? À, bên này là hoành từ 21 tới 24 nha cả nhà. Bên phần 1,5 triệu nè. 1,5 triệu là hoành từ 21 tới 24 á. Đó, chặng này ha, chặng này là 1,5 triệu á. To đùng luôn. Rồi ok. Ướm cái tay thử cho mấy anh em mình coi biết cái hoành ha. Hở ra một khúc nè mấy anh em thấy ha. Hở ra một khúc vậy đó. Ừ. Hoành như cây đó tầm khoảng 22 cả nhà. Là nụ nút nè, bây giờ nó tượng lên ha. Thì những cái cây bây giờ thì trạng đó vừa ha. Nút lớn quá thì mình mấy anh em về thì hơi khó xử lý xíu, nhưng mà đi mình đi xe tải thì không sao. Mỗi năm thì mình đi gửi bằng đường bưu cục đó cả nhà, nó hay bị rụng lá xíu, tại nó đang ôm nụ thì đương nhiên đi xa nó phải rụng lá. Cái giá này là giá tại vườn nha cả nhà, xin nhắc lại là cái giá tại vườn ha. Cái lô này là 1,5 triệu cây nè. Hồi ô cái dần cái nút nó nè, hết bế cái cây này. Nó cũng ra cái chuỗi chuỗi giống như ấy nè ông Vũ, kiểu như gì cúc phượng hả, giáo phượng á. Thì cái cây nó mạnh quá nó tống ra. Rồi ôi cái dần dần nụ nè, anh em thấy ghiền chưa, cây này tết lãi lá ra một cái ha. Cây rất là bự cả nhà, có 1,5 triệu mà cây to đùng luôn ha. Tại nó hơi hơi chặt á, em chen vô mấy anh em mình gán xem giùm em nha, chứ ừ. To đùng luôn ha, chỉ có 1,5 triệu thôi. Lâu 1,5 triệu nãy nó như 100 cây hả? 100 cây hả cả nhà? Rồi đặc có đặc biệt cái cây này, cái nút nó mập hay ghê nè cả nhà. Mập ú ha, nhưng mà nó không có nở nha. Tại cái dòng nó cái nụ, có những cái cây cái nụ nó bự lắm. Còn cây những dòng cái nụ nó hơi nhỏ. Nhỏ hơn thôi chứ không phải ăn thua mình tưới phân, nhưng mà cái mấy anh em coi nè, tượng lên cái nút bằng cái đầu đũa ăn luôn nè. Cái mai thì nụ nút vậy nhìn vô hấp dẫn ha. Tổng hết là bao nhiêu cây? Tổng hết là khoảng 600 cây. 600 cây ha. Giặt này còn giặt bên này là 700 ha. 700 luôn á. 700 đây. Trời ơi cái cây nó bự chà bá luôn, nữa có 700 ngàn đây.
700 ngàn một cây nè cả nhà. Hết biết chưa, hết biết tàn túa chưa. Thì không phải em chờ chọn làm mẫu nha, tại vì nó cũng đều đều nhau rồi. Có những trong vườn thì có những cây như thế này thì nó lép cái này, như ví dụ như thế này là dạt qua cho mấy anh em mình hàng năm tâm luôn nè. Nói đại chứ nhìn để hồi nhà vườn vườn không biết chịu không, chứ tại cái tàn này thì nó lép hơn những gốc to lắm nha. Đó, tại vì mình để cũng hơi ấy chứ có những cây thì nó tàn nó to đùng như nãy giờ mình quay đó. Cái số lượng nãy 700 nãy 300 cây lận hả? 300 cây tha hồ lựa nha cả nhà, tha hồ lựa. Tàn to to vậy không nè. Chỉ có 700 ngàn một cây à. Ừ. Thì giá xô á, chứ em báo thì em báo không có báo giá lẻ nha. Giá lẻ thì đương nhiên nó sẽ khác rồi, nhưng mà lẻ thì năm nay vận chuyển cũng khó ha cả nhà. Lẻ dù cả nhà vườn bán chục 20 cây nào gửi được xe tải như gọn gọn á, chứ mà ship đi cái tận thân lắm. Nè cái tàn nè, hết biết cái tàn không? Đấy, cái gốc bự dữ vậy hả? Gốc này tầm hai mấy hoành nữa cả nhà. 700 ngàn một cây. Hồi chân cành nè. Mấy anh em thấy giật lại mình ghép cũng đã nữa. Mấy anh em phải chơi hay lùng quá. Cái này cốt cành đóng từ dưới lên trên có tắt. Tắt lại đóng lên tới ngọn cả nhà. Bảy trăm ngàn một cây. Qua tới chặng, qua tới chặng này là 1,5 triệu nha cả nhà. Chặng này cây bự lắm à, to đùng luôn nè. Đó. 1,5 triệu một cây, cao dữ à, cao có 2 mét mấy ha. Thì bên đó bên vườn nhà mình cũng có một số mai lớn ha, gốc tầm 3 triệu hả Vũ? À chặng này 3 triệu nè, vô đứng cho mấy anh em coi cho chặng biết chặng nào ha Vũ. Đó. Gốc 3 triệu nha cả nhà. Cái hoành dao động nhiêu Vũ? 24 tới 28. À hoành dao động từ 24 tới 28 ha, nằm ở chậu 7 là 3 triệu một cây. Cái lô này đặc biệt là cây gốc lớn mà nó có đế nha cả nhà. Có đế luôn này, mua về trồng thì ok. Được nhiêu cây? 25 cây. 25 cây, này 25 cây thì mình cũng vừa một chiếc xe cả nhà. Thì mấy anh em có mua về trồng thì lấy cái lô này mua về trồng ha, 3 triệu một cây, gốc bụi cản à. Đó, thấy chưa? To đùng luôn á, cao có những cây cao tới 2,5 m 2,7 m luôn cả nhà. Có những cái cây tàn cao dữ vậy đó hả? Tao cao mà nó cũng có bung tàn ngang nha cả nhà, chứ không phải cao nghiêu nghiêu nha. Đây đế nè, gốc đế nè. Thì những cây này mình về nuôi tầm thì nó có tương lai hết nha. Đấy, hoặc là mình về mình chơi Tết xong rồi mình hạ trồng cũng được. Cái này thì tàn tròn nụ nút ngon lắm nè. Đem xuống bồn thì mình giờ trồng bồn thì cũng vẫn chơi Tết được. Gốc bự quá trời á, cao quá trời, vô thử ăn chứ. Đó. 3 triệu một cây nha cả nhà. Như cây gom luôn á. Đó, hết biết chưa? Quay rồi được rồi. Và đặc biệt cái lô này thì nó có được, nó có đế nha, đế gốc bự, gốc bự tàn to thì mình không nói, mà nó có đế. Tại thông thường những cây mai tàn mà em quay thì nó ít có đế ha, ít có đế. Lô này có những cây đế rất là khá luôn nè, thấy chưa? Đấy. Những cây về mình trồng sau này nó mới lên tiền. Nè dàn nụ dàn nút rồi cả nhà, thấy phê chưa? Thì, nhiều khi em nói mấy anh em mình không tin, nói lên chợ ngồi bán chứ nhờ những cây như thế này ha, cây chặn mà 3 triệu này mình lên chợ mình bán cái giá nó tầm từ 7 tới 8 triệu nha cả nhà, từ 7 tới 8 triệu. Không, cái đó là thật sự mình em ngồi chợ nay mười mấy năm rồi, thì mấy anh em mình cũng tại vì nhiều khi em quay bên trong hình ở mấy anh em mình không biết là nó ở ngoài nó lớn tới cỡ nào ha. Chứ cái này mình lên ngồi chợ thì bán tầm cái giá từ 7 tới 8 triệu không. Thì mình phải thấy thực tế ở ngoài. Nhiều khi em nói mấy anh em nói tại ơi cây vậy mà bán 7 8 triệu ai mua. Nhưng mà thật chất ở ngoài nó to lắm cả nhà.
ở ngoài nó to lắm, à, gốc đế nữa. Nhưng mà này đi lên chợ thì có một cái, mấy anh em biết sao, tại nhà bán rẻ không, vận chuyển đi nó cực lắm, nó dền vàng nó to lắm, nên mình vẫn được vận chuyển đi nó cực. Tính thì nên chủ vườn cần bán ở nhà, thứ nhất. Thứ hai nữa, năm nay tình hình dịch bệnh ha, chứ đúng ra mỗi năm thì những cây này cái giá nó không phải như vậy đâu. Rồi, và cái giặt nhỏ này là 700 thôi cả nhà. Nè, bông nè, thì đương nhiên ở trong cái lô lúc nào nó cũng có những cây nó nở bông gió nha cả nhà, nở bông gió. Những cái này thì một cây nó, mình thấy nó bung lên khoảng 10 nụ là nó thấy cái nó vàng cây rồi, mình tưởng nó nở hết nhưng thật chứ không có nha, nó bung lên vậy thôi. Chứ còn cái bông đẹp. Ôi, ôi. Đây, chặng bên này 700 luôn nè hả? Chặng này 700 ngàn một cây nè cả nhà. Cao to lắm. Thì chỗ 5 nó chặng 700 thì nằm ở chỗ 5 nha cả nhà. Thì em quay thì lúc nào em cũng quay cái giá xô nha cả nhà. Nhưng lấy cái số lượng nhiều á thì cái giá 700 thì mấy anh em mình có mua được thì ủng hộ cả nhà ha, cũng ủng hộ chủ vườn ha. Nhưng mà cái giá đó là giá tại vườn nha cả nhà, giá tại vườn. Còn ví dụ ship thì nhờ chủ vườn lựa, thì xe tải tiền xe thì bên vườn nhà vườn không có chịu tiền xe nha, không chịu tiền xe. Thì mấy anh em mình lưu ý cái vấn đề đó để mình khi mình mua mình thỏa thuận ha, mua thỏa thuận cho nó dễ. Giá thì 700 ngàn một cây thì nó nào ngay thì năm nay cái giá nó quá nới rồi. Mỗi năm thì những cái hàng này em quay thì cái giá nó từ 1,2 triệu đổ lên hết coi, từ 1 triệu tới 1,2 triệu, chứ lên nữa thì tùy theo gốc, tùy theo chặng cây. Nhưng mà cái chặng này mỗi năm thì em quay từ 1 triệu đến 1,2 triệu nha. Cao nè, em giơ tay lên cho mấy anh em thấy, giơ tay lên còn hụt một khúc xa luôn ha, nó mới tới cái đọt. Thì em cũng xin nhắc lại cái địa chỉ của vườn mình là tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cho cả nhà mình tiện nhớ ha. Tại nhiều khi em quay một clip em nói nhiều lần dữ lắm nhưng mà mấy anh em vẫn hỏi, tại vì chủ yếu mình quay cái mình kéo xa, kéo đặng mình coi cái giá thôi, kéo bỏ bớt video á, coi cái giá. Em cũng vậy, coi cây thì coi clip thì em cũng muốn biết cái giá ha, rồi mới bắt đầu mình nhìn lại cái form cây, kéo cho nó qua một khúc đặng mình biết cái giá, mình nhìn lại form cây coi cái chặng nào giá nhiêu vậy đó. Chung quay em cực khổ lắm cả nhà. Thì cả nhà mình thấy có nhu cầu để mua cây hoặc là xem giải trí bên kênh bên em á, thì cho em xin một cái like ha, hoặc là một cái chia sẻ, để không phải làm gì em không có tiền bạc gì cũng đó, nhưng mà được cái là cho mấy anh em mình cái bài đăng của mình á, nó sẽ tăng cái lượt tương tác á, thì được nhiều người thấy, được nhiều người thấy, để giúp bà con nhà vườn ha, giúp bà con nhà vườn mua bán trong tình hình mùa dịch năm nay cả nhà. Rồi, em quay lại cái phần 1,5 triệu ha, nó cao nó to lắm nha cả nhà, cao to lắm. Thì do em quay đó, rồi bắt đầu là trong cái vườn nó rất là chật, rồi nhiều khi mình nói, mình đi nói liên tục khoảng 20 mấy 30 phút đó cả nhà, nó mệt lắm. Nhiều khi em quay cái cây nó hơi mau, đi mình quay hơi mau nó hơi chóng mặt, mấy anh em mình gắng xem giúp em nha, thông cảm giùm em nha, quay cũng mệt lắm cả nhà, nói chuyện suốt mấy chục phút mà. Đấy, chặng này thì 1,5 triệu đó. Thì em cũng xin nhắc lại cả nhà mình, bên nhà vườn thì gồm có 3 mức giá chính ha, là 500, 1 triệu, 500, 700 và 1,5 triệu ha. Và có một khoảng 30 cây là cái giá là 3 triệu. Đây, mấy anh em coi nè. Ngay nhà vườn mình thì hiện tại nó còn tầm khoảng 500 cây á cả nhà, khoảng 500 cây mai đó. Do nó số lượng quá nhiều, nhiều khi mấy anh em nói sao quay tàn không quay gốc, thì những cái cây mai tàn thì nó cái gốc nó đều nhau vậy không à. Em có báo ở những cái bài ở đầu clip rồi, cái chặng gốc nhiêu nhiêu vậy đó, thì chú ý mình quay cái tàn cho mấy anh em xem thôi,
chứ gốc thì nó không phải như cây mà cây mai thế, nên gốc nó cũng đều nhau, nó dạng như nó cũng suông suông vậy đó. Nên nó có mình em quay em có ít quay gốc ha. Cái nào mà vô bonsai mình quay kỹ cái gốc, cái nào mình dặn đã mình mua mai tàn rồi mình quay kỹ cái tàn cho mấy anh em mình xem ha. Tại cái gốc thì nó giống nhau đều đều vậy đó. Nó không có nó không phải gốc thế gốc này nọ ha. Đây, chặng này vẫn cũng 1,5 triệu nè ha. Thì nó có cái ba cái mức giá vậy, cái nhà vườn mình có tầm tầm khoảng 50 cây đó. Cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ chỗ nhà vườn ha, để mình biết được những cái giá cho mình thỏa thuận được những cái giá mà thích hợp nhất để mình giao lưu với nhà vườn. Thứ nhất, thứ hai nữa là những cái giá em báo là giá tại vườn hết nha cả nhà, không có bao ship ha. Thì cái vấn đề mà ship, ví dụ như mấy anh em mình mua được có thương lượng với chủ vườn là cái tiền ship này nọ thì mình liên hệ trực tiếp chỗ chủ vườn. Em thì em không có tham gia mua bán, nên cả nhà mình có gì thì mình liên hệ trực tiếp chủ vườn là nó tiện nhất nha cả nhà. Em chỉ là cái dạng như mình cái nhiệm vụ là kết nối giữa cái nhà vườn với những anh em mình mua cây thôi ha. Thì mấy anh em thông cảm, có gì thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn giúp em ha. Còn mấy anh em có cần tư vấn cái vấn đề nào đó em biết á, thì em sẽ chia sẻ cả nhà mình ha, chứ em không có tham gia mua bán. Rồi, thì em quay sơ lại bên cái phần mai gốc nhất, mai tết mini ha cả nhà. Đấy, mình thấy nhỏ nhỏ vậy mình tưởng không có bông. Đây là một cái minh chứng đây. Mà không phải, cái này là chỉ nguyên vườn nó có một cây nha cả nhà, nó nở rất là nhiều và bông nụ rất là nhiều nha. Nè, một nút của nó là để có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bông, một nụ của nó là sẽ nó lên 6 cái bông nha cả nhà. Và đặc biệt cái cây đại lộc á, một nó lên chừng 2 cái bông thôi là nó kín mất cái cây rồi. Tại vì cái bông nó rất là to ha. Đây. Thì cái lô này là nó là trái bí ha, trái bí nữa, trái bí với lại lò xo nha cả nhà. Nụ thì mình khỏi phải chê luôn á. Giờ cái vấn đề cái đế của cái lô này thì mấy anh em mình an tâm ha, 100% là đẹp hết. Đó. Và cái này là ghép được một mùa nha cả nhà, nó liền cốt à. Ai nói hai mùa thì không có nha. Có nhiều thì em nói nhiều. Thì ghép một mùa nè, liền cốt hết rồi. Nè, nụ nút nè. Thì có khoảng 3.000 cây như thế. Đại lộc ha. Rồi những cái cúc. Cúc thì cúc 24 cánh, cúc thọ hương ha. Rồi đủ loại, nói chung là cũng nhiều loại mai giống lắm. Rồi với lại là mai siêu nụ ha. Siêu nụ thì có tầm khoảng 500-700 cây gì đó. Đây, siêu nụ nè. Mấy anh em coi cái hoa nè. Hoa cũng rất là đẹp ha. Nè, cái đế nè. Đế thì mình khỏi phải chê cái lô này, 100% là đế đẹp nha. Và những cái siêu nụ này thì nói nào ngay nó cũng còn non mùa nên nụ nó hơi ít ha. Vậy là nó ít lắm rồi cả nhà. Có những cái thời điểm mà nó hơi cứng cây một xíu hắn là nụ cực kỳ luôn. À, nụ cực kỳ dày, cực kỳ đặc luôn. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái clip tại đây nha. Ví dụ cả nhà mình có thấy có hữu ích thì cho em xin một like nha, hoặc là một chia sẻ để mình đem những cái đoạn video này tới nhiều người anh em xem YouTube ha, để những anh em nào mua được thì mua ủng hộ nhà vườn. Rồi thì em xin kết thúc cái clip tại đây, rất mong sự ủng hộ cả nhà ha. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch.